Review sách Nói Ra Đừng Sợ, Kỹ Năng Thuyết Trình Cho Người Mới Bắt Đầu. Kỹ năng mềm là một trong những điều mà tất cả chúng ta đều không thể bỏ qua và ngày nay thì việc thuyết trình trước đám đông đã và đang rất phổ biến. Thế nhưng có một sự thật là có rất nhiều bạn trẻ sợ phải đứng trước đám đông để thuyết trình. Nếu bạn đang còn sợ hãi không dám thuyết trình vậy thì hãy để cuốn sách Nói Ra Đừng Sợ, Kỹ Năng Thuyết Trình Cho Người Mới Bắt Đầu dẫn lối bạn nhé. Cảm nhận về sách. Nói Ra Đừng Sợ bao gồm 10 phần cuốn sách giúp chúng ta hiểu rõ làm thế nào để có thể thuyết trình giỏi hơn. Cuốn sách đi theo trình tự rất rõ ràng và dễ hiểu từ việc xây dựng lời mở đầu bài thuyết trình như thế nào cho đến cách phát triển nội dụng, những nguyên tắc sử dụng PowerPoint làm sao để hiệu quả. Và tác giả còn bật mí cho chúng ta rất nhiều những kỹ năng để bài thuyết trình được hấp dẫn hơn. Vì sao tôi tự tin? Tự tin là một trong những điều không thể thiếu trong cuộc sống và đặc biệt hơn nữa là với thuyết trình. Muốn trở thành người thuyết trình giỏi bạn phải tự tin và tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn nữa thay vì nghe những lời người khác nói xấu về bạn. Chỉ có niềm tin vào bản thân mới giúp bạn đi xa hơn, đừng bao giờ ngừng mơ ước, bạn nhất định sẽ làm được. Khi bạn tự tin đứng thuyết trình trước đám đông mọi người sẽ cảm thấy thích thú hơn so với việc bạn đứng run rẩy và nói lắp bắp khi thuyết trình. Và khi tự tin bạn sẽ giữ được bình tĩnh và giúp bạn có thể hấp dẫn được người nghe hơn, xây dựng và phát triển nội dung. Các bước xây dựng nội dung. Bước 1 xác định yêu cầu. Bước 2, tìm kiếm thông tin. Bước 3, xử lý thông tin. Bước 4, xây dựng thành hệ thống. Kỹ năng nói là một trong những yếu tố rất quan trọng trong một bài thuyết trình thế nên bạn hãy đọc kỹ nội dung trước khi thuyết trình, sau đó chất lọc ý chính, nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu. Đó sẽ là thông tin quan trọng và tạo được cho người nghe sự hứng thú. Nguyên tắc sử dụng PowerPoint hiệu quả. PowerPoint là một phần mềm hỗ trợ phần thuyết trình giúp cho người nghe dễ hình dung được điều mà diễn giả đang trình bày và dễ thu hút người chú ý lắng nghe hơn. Thế nhưng nếu không biết cách sử dụng PowerPoint hiệu quả thì bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề và khiến cho bài thuyết trình không thu hút được người nghe. Ở slide mở đầu bạn cần phải trình bày ngắn gọn về thông tin diễn giả, đề tài. Slide nội dung cần tóm gọn những nội dung chính mà bạn muốn truyền tải đến người nghe. Tránh trường hợp slide quá nhiều chữ gây nhàm chán và luôn nhớ rằng slide cần phải có hình ảnh minh họa để bài thuyết trình trở nên hấp dẫn hơn. Cấu trúc của slide cần được thống nhất theo một kiểu mẫu sẽ giúp cho người nghe dễ theo dõi hơn. Phong chữ, hình ảnh, màu sắc cần phải phù hợp với nội dung bài thuyết trình. Lời nói có thể giúp cho một bạn trẻ đang chán nản trở nên yêu đời và sống có ích hơn. Lời nói có thể giúp cho một nhà quản lý có thiện cảm với nhân viên của mình hơn. Lời nói có thể giúp việc truyền tải kiến thức của thầy cô đến học trò trở nên trọn vẹn hơn lời nói có thể giúp các bạn sinh viên có một bài thuyết trình cuốn hút hơn lời nói có thể giúp bạn dễ dàng đạt được các mục tiêu của mình hơn phong cách diễn thuyết phong cách diễn thuyết sẽ phụ thuộc vào tính cách khác nhau của mỗi người có người thích kể chuyện hài hước cũng có người luôn mang một phong thái nghiêm túc thế nên có rất nhiều phong cách diễn thuyết khác nhau sau những lần diễn thuyết bạn sẽ học được nhiều điều khác nhau để từ đó tự mình định hình phong cách diễn thuyết của cá nhân phù hợp với mọi hoàn cảnh và đối tượng lắng nghe bạn khi đứng trước đám đông bạn nên nở một nụ cười thể hiện sự tự tin và tạo cảm giác vui vẻ cho người lắng nghe. Bạn có thể mở đầu buổi diễn thuyết bằng một vài câu hỏi thăm khán giả và hãy cảm ơn họ khi đã lắng nghe buổi diễn thuyết của bạn. Hãy nhớ rằng bạn sẽ là người tạo nên sự hứng khởi cho người nghe, vậy nên hãy tạo cảm giác muốn lắng nghe và hãy khơi gợi sự tò mò để họ luôn theo dõi bài diễn thuyết của bạn. Trích dẫn hay trong sách. Lòng tin có sức mạnh rất lớn lao, nó có thể khiến bạn đạt được những điều mà mình khao khát. Nhưng mặt khác, nó sẽ bóp chết tất cả những ước mơ, những hoài bão nếu chẳng may bạn ngờ vực tất cả những gì mình đã tin tưởng. Một nụ cười sẽ khiến họ xóa tan tất cả, một nụ cười bằng 10 thăng thuốc bổ, một nụ cười còn giúp tạo thêm một tình bạn, bớt thêm một kẻ thù. Hãy chăm chú lắng nghe, hãy mỉm cười với khán giả, đó là lúc bạn kéo họ về phía bạn, từ đó mà các câu hỏi họ đặt ra cũng nhẹ nhàng và cởi mở hơn. Thất bại là mẹ thành công, điều này luôn đúng với những ai biết rút ra bài học từ sai lầm. Tiếp tục đứng dậy và bước tiếp về phía trước. Dù bạn là một ma mới khi bắt đầu thuyết trình hay đã là một diễn giả hàng đầu dày dặn kinh nghiệm, việc luôn rút ra những bài học sau buổi thuyết trình là một điều không hề dư thừa. Nhịp điệu rất quan trọng đối với những bài thuyết trình chuyên nghiệp. Một bộ phim hay là bởi những phút cao trào, kịch tính. Buổi thuyết trình của bạn cũng phải có những giây phút như thế. Lời kết. Bạn sẽ dễ dàng hiểu và luyện tập đúng trọng tâm để việc thuyết trình không còn là nỗi sợ hãi. Nói ra đừng sợ là một trong những cuốn sách mà ai cũng nên đọc, đọc để không bị lạc hướng trong lúc tìm hiểu và luyện tập về kỹ năng thuyết trình. Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài review của mình. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích các bạn trong việc lựa chọn cuốn sách phù hợp với bản thân. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ. Thân